Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Sông Mã nhiệm kỳ 2025-2030 vừa họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ 22 nhiệm kỳ 2025-2030 có tiêu đề Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh phân đấu xây dựng huyện sông mã phát triển toàn diện. tại cuộc họp đã có 14 lượt tham gia ý kiến về dự thảo đề cương báo cáo chính trị đánh giá các chỉ tiêu thống nhất số liệu câu từ và cách diễn đạt. kết luận hội nghị đồng chí bí thư huyện ủy sông mã yêu cầu tiểu ban văn kiện tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo chính trị để tiếp tục trình xin ý kiến ban thường vụ huyện ủy ban chấp hành đảng bộ huyện theo quy định các thành viên tiểu ban tổ giúp việc căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nỗ lực cao nhất để hoàn thành công việc bảo đảm chất lượng theo tiến độ thời gian kế hoạch đề ra